Rồi, hai, xúc đao kiếm phong thủy xin chào tất cả anh em nhé. Rồi, thì trong cái thời gian vừa qua thì nhiều anh em cũng đã ủng hộ mua hàng bên mình và đã tin tưởng shop mình trong cái mùa dịch vừa rồi. Cái mùa dịch vừa đợt này thì nói thật với anh em là gửi hàng đi rất là khó khăn nhé anh em nhé. Đấy, nhưng mà vẫn có rất nhiều anh em tin tưởng và đặt hàng bên mình. Đấy, chứ không phải là không khó đâu anh em. Đấy thì hôm nay thì kênh của mình đã đạt được là đạt mốc là trên 7.000 người đăng ký kênh. Thì cũng như lời hứa với anh em thì hôm nay mình cũng sẽ làm một cái video đó là giới thiệu cho anh em một số kênh về những cái hàng trung cấp như thế này và một loạt những cái kênh trung cấp bên mình đang có như anh em nhé. Đấy, thì nhiều anh em cũng bảo là anh làm hết những cây trung cấp và giá cả mùa dịch này cũng rất chi là hợp lý nha anh em nhé. Và thứ hai là đến phần cuối video thì mình sẽ thông báo thể lệ cuộc chơi đấy, của kết quả xổ số. Đấy, thì cũng rất mong anh em cùng vui vẻ cùng dự đoán với shop để nhỡ đâu cũng được một cái cây trung cấp khá là đẹp. Thì nhiều anh em bảo anh ơi, sao anh không dự đoán hai số? Hai số thì nó lại đơn giản quá đúng anh em, vì cái lượng người của mình anh em theo dõi kênh của mình bây giờ cũng 7.000 người. Đấy thì thực ra là quà thì là cũng không phải là quá là giá trị, và cái thứ hai nó là trò chơi cũng là đem lại một cái khích lệ cho anh em xem kênh của mình và cũng như là theo dõi kênh của bên mình. Đấy thì cũng gọi là của ít lòng nhiều, gọi là cho nó vui đúng không anh em. Đấy, anh em cùng dự đoán cho nó vui. Đấy thì đầu tiên để vào chi tiết chơi dự đoán xổ số thì anh em cho mình giới thiệu một số sản phẩm bên mình nhé anh em nhé. Đấy, đấy thì anh em đợi mình xíu, mình sẽ phổ cập sau. Đấy thì hiện giờ những cái mẫu trung cấp này bên mình thì hiện đang có đây. Đấy, đôi 4, 6, 8, 9 mẫu. Đấy, và có những mẫu đang thanh lý cho anh em nhá. Đấy. Đấy thì đầu tiên mà giới thiệu qua về những cái mẫu bên mình đang không thanh lý và một số mẫu đang bán giảm giá. Thì những cái mẫu như này thì bên mình hiện là không thanh lý này. Đấy, ví dụ như là cây Gunto này. Đấy, Gunto này là vỏ gỗ này, chắn hợp kim này, hàng hai chốt tre này. Đấy, nguyên trong bao như thế này. Cái cây này thì cái lưỡi nó màu hơi tối một tí nhá, nhưng mà rất là đẹp, rất là chất nha anh em nhé. Đấy, cây này thì bên mình bán 2 triệu rưỡi thôi. Đấy, 2 triệu rưỡi, 2 triệu rưỡi. Đấy, anh em thích cái cây nó ok hơn đấy, thì cái dòng này nó cũng là dòng thép mangan đây. Nhưng mà bên mình, dù bên mình là bán là mình lại cứ tưởng là hàng trung cấp nên là cứ bán giá theo kiểu là giá của trung cấp, cho nên là nếu mà cây này giá của trung cấp thì nó là 2 triệu 8 nha anh em. Nhưng mà không, mình không để ý giá, không để ý, thế là nó là cây mangan, nhưng mình vẫn để cho anh em bọn vẫn giá như mình báo thôi. Đó, cây này rất là đẹp, 2 triệu 8 anh em ạ. Đấy, Gunto, Gunto là dòng của quân đội đấy. Ừ, đấy. Thì anh em nào thích cây nào thì anh em cứ chụp ảnh lại màn hình nhá. Đấy thì cái cây anh em mình muốn thì bên mình sẽ ấy cho anh em, sẽ báo giá và tư vấn cho anh em hình thức giao nhận. Còn về cái loạt đằng này, đấy, cái loạt này là tầm 5 mẫu này. Thì 5 mẫu này thì bên mình hiện trước chưa dịch thì bán 2 triệu rưỡi một cây. Nhưng mà đợt dịch này thì bên mình đã giảm giá rất là sâu, chỉ còn 2 triệu một cây thôi. Đấy, anh em thích cây nào thì lấy cây đấy. Nhiều anh em bình thường mà không dịch nhé anh em nhé. Đấy, không dịch thì mình không bao giờ bán có giá 2 triệu rưỡi đâu anh em ạ. À, 2 triệu đâu anh em ạ. Đấy. Vì tại vì là dịch là bắt anh em chuyển khoản và bắt anh em đợi hàng rất là lâu. Bây giờ chuyển phát làm ăn nó lâu lắm anh em. Nên làm cũng phải giảm giá để cho anh em đợi chờ, rồi anh em chuyển tiền trước thì phải giảm giá chứ. Đúng không anh em? Thu đủ làm sao được? Đúng không? Thu đủ thì anh em bảo vậy, ông bán đủ vậy thì tôi đợi hết dịch tôi mua. Đúng không anh em? Đấy thì anh em thích cây nào thì lấy cây đấy, cũng là 2 triệu một cây. Đấy, chất thép thì nó như nhau cả thôi. Đấy anh em thấy không, đấy, lưỡi thì nó cũng như nhau, hàng trung cấp thì nó cũng phiên phiến thôi. Thì anh em thích kiểu chắn như nào, thích kiểu màu như nào thì là nó là kiểu như thế. Đấy, đấy cây này cũng đẹp, cây này cũng đẹp, nhưng anh em thích cây này lắm ấy. Đấy mà anh em thích cái dòng xe xe thì đây mình cũng có nhá. Cây này thì bên mình vẫn chưa thanh lý, vẫn bên mình vẫn là 2 triệu thôi, cũng là chỉ bán giảm giá thôi. Đấy, cũng chưa phải là hàng thanh lý. Còn hai cái cây này này, hai cái cây này nhá anh em á, hai cây này, này bên mình vẫn đang thanh lý và thậm chí là giảm giá cho anh em rất là sâu, chỉ còn 1,5 triệu một cây thôi. Hàng trung cấp hai chốt tre như anh em nhé. Đấy, hàng trung cấp hai chốt tre thép và carbon. Đấy,
cho anh em chơi. Đấy. Cây này thì nó hơi dị hơn chút. Nhiều anh em hỏi cứ chốt tre đâu đây, chốt tre đây anh em nhé. Chứ không phải lo. Hàng trung cấp mà anh em lúc nào cũng là ấy, có hộp cho anh em, có kệ cho anh em, có dầu bảo dưỡng cho anh em. Nên anh em không phải lo về về cái vấn đề đó. Hộp thì như rất nhiều video thì hộp thì nó cũng kiểu như này thôi. Đây, mình cũng lôi qua cho anh em đấy. Hộp nó sẽ kiểu như này. Đó, hộp gấm đấy, cho anh em chơi. Đấy là nguyên, nhưng mà bày lên đây mà để cả hộp thì lại không thể được, đúng không? Đấy, thì nói qua một chút nữa nhá. Hai cây này là đang thanh lý cho anh em 1,5 triệu một cây. Anh em cứ hỏi ở đâu, bất cứ ở đâu nhá. Mua một cây này mà giá mà 1,5 triệu một cây, mình cứ tặng anh em một cây. Cứ tặng cho anh em một cây. Hàng trung cấp, anh em cứ hỏi đến hàng trung cấp thôi là bao tiền một cây thì người ta sẽ báo cho anh em nhá. Nó phải trên 2 triệu, 2 triệu rưỡi trở lên nha anh em nhé. Chứ không có giá 2 triệu cũng đã khó rồi, chứ đừng nói là đến 1,5 triệu. Ok chưa anh em? Đấy, còn những cái hàng này thì hiện giờ bên mình vẫn đang là không phải mẫu nào mình cũng thanh lý được. Đấy nha anh em nhé. Đấy thì đưa ra một vài mẫu cho anh em thanh lý, cho anh em gọi là, vì là đợt vừa rồi là mình nhập cũng khá nhiều loại này. Loại này mình nhập khoảng hai mấy 30 cây này. Loại này mình nhập cũng 3-40 cây. Đấy, hàng vẫn còn rất là nhiều đây này. Đấy, bán đi vậy mà còn đây này. Hay anh em thấy chưa? Đấy, mình nhập số lượng khủng lắm, cho nên là về nhiều khi là một vài mẫu ấy mình cũng bán nó rẻ lại một tí, hoặc là bán nó lời lại ít tí, vì dịch dã mà, dịch giờ làm sao mà làm giàu được anh em, đúng không? Đấy, còn là đây một đôi đôi 45 cây này thì là giá 2 triệu. Đấy, cây này thì giá 2,8 triệu, cây này 2,5 triệu. Đấy thì vẫn có những cái dòng về thanh lý và giảm giá rồi thì anh em bên mình là không bớt nữa đâu anh em nhé. Bên mình không cà phê được cho anh em nữa vì nó bán đến cái giá gọi là sập sàn rồi. Đấy, không có lời có lãi đâu. Đấy, còn những cái dòng anh em mua nguyên giá thì vẫn bớt cho anh em 100-200 cà phê là chuyện bình thường nhé anh em nhé. Rồi, đó thì bắt đầu là vào cái chương trình là anh em sổ số đây nhé. Đấy, thì anh em dự đoán 3 số cuối, 3 số cuối của kết quả sổ số miền Bắc ngày 23 tháng 9 năm 2021. Đó, 3 số cuối nhá, là bắt đầu tính từ ngày hôm, từ lúc mình đăng video đến ngày 23, đến 5 giờ chiều ngày 23 thì anh em nào dự đoán đúng thì sẽ được một trong hai cây này anh em chọn này. Đấy, hai cây trung cấp như này. Đấy, một cây này hoặc cây này, tùy anh em chọn cây nào thì chọn nghe anh em nhá. Đó, đấy, giải thưởng có thêm một cái sản phẩm nữa để cho anh em lựa chọn, anh em chơi. Đấy. Đấy, người một người trúng. Đấy, cũng là được, là một người được. Hai người trúng thì hai người đều được. Ba người đều trúng thì ba người đều được. Đấy. Nhiều anh em mà có bảo là sao anh không dự đoán hai số đi. Nếu mà nói đến dự đoán hai số ấy thì nói thật với anh em ấy, thường thường như nếu mà dự đoán hai số thì mình chỉ cho hai, chỉ tức là chỉ một người dự đoán kết quả nhanh nhất và đúng nhất thôi thì nó lại mất đi cái vị cái hay, đúng không anh nha. Đấy, chỉ có 3-4 ông đoán được, chỉ có một ông được thôi. Đấy, nhưng mà anh em phải hiểu cái lượng người đang theo dõi kênh của bên mình đó là 7.000 người. Nếu mà 7.000 anh em đều đoán cả là cũng đau đầu đấy anh em. Nếu mà đoán hai số là cũng có mà vài chục người trúng đấy anh em ạ. Đấy, cho nên là nó cũng chơi sổ số, gọi là anh em chơi gọi là lấy cái niềm vui thôi, đúng không anh em? Đấy, thúc đẩy anh em xem kênh thì cũng là một trò chơi gọi là may mắn thôi. Đấy, chứ còn nếu mà để chơi mà dễ quá thì trúng hết, thế thì công ty sổ số có mà lỗ vốn, đúng không anh em? Đấy, có mà chết, có mà phá sản. Đấy thì lấy đâu là cho anh em chơi được nữa. Đấy, cái đấy nó là cái vui vẻ thôi. Phần thưởng tuy nó không có gì nó quá là lớn, nhưng mà nó đem lại đó là cái tinh thần. Và thứ hai là đó là cái tri ân anh em, cũng như là đã gắn bó với shop mình và đã theo dõi những cái video của cái shop mình. Đấy, từ trước đến giờ rồi rất nhiều anh em xem của mình rất là nhiều. Đấy, và người xem thì cũng rất nhiều và người mua cũng rất nhiều nha anh em nhé. Nhiều anh em cũng mua lắm, mua hàng 4-5 cây bên mình luôn. Đấy, thì có những anh em ví dụ như anh em có tiền anh em mua ấy, thì nhiều người họ cũng chơi chỉ họ vui thôi, ví dụ đối với họ nó không là gì. Đấy, nhưng đối với những anh em ấy đam mê nhưng mà không có tiền mua, đấy, nhưng mà thì thôi, mình cũng tạo ra một cái cuộc chơi nho nhỏ, nhỡ đâu mà anh em họ được thì sao, đúng không? Đấy thì cũng rất là vui mừng cho anh em. Còn anh em cứ yên tâm, đấy, mình đã chơi đến 3 số thì nó cũng hơi khó đấy.
hơi khó chứ không phải là dễ đâu, nhưng mà mình là chơi cho vui mà anh nha. Đấy, cũng là một cái gì đó, một cái món quà nho nhỏ mình muốn gửi tặng cho anh em. Đấy, thì anh em một người đoán cũng được, mà hai người, ba người, bao nhiêu người đoán cứ trúng là được nha anh em nhá. Nhưng mà anh em đoán này, anh em đừng có đoán theo từ 1 đến 99 là đau đầu ấy nha anh em, anh đoán lại chết nhá. Hoặc là anh em đoán sai thì anh em xóa đi, anh em đừng sửa. Đấy, sửa là không hợp lệ đâu. Đấy. Đấy. Thì đấy, đây là sơ qua những cái vừa hôm nay mình làm là một cái video là quay dự đoán xổ số trúng thưởng cho anh em. Và cái thứ hai là giới thiệu toàn bộ những cái mẫu trung cấp bên mình đang có nhá. Đấy, đôi 4, 6, 8, 9 mẫu. Có một mẫu nữa cơ, nhưng mà mình lại ngại không đem ra, nó nằm sâu quá mình không móc ra được. Đấy, thì anh em thích cây nào, thích mẫu nào. Đấy thì anh em cứ chọn nha anh em nhá. Đấy. Đấy thì video mình xin kết thúc tại đây. Thì rất mong anh em cùng dự đoán cho mình cho nó vui nhá. Và anh em nhớ like và đăng ký kênh cho mình nhá. Đấy. Thì rất mong anh em nào cũng may mắn cả, anh em nào cũng trúng nhá anh em nhá. Đấy. Ok chưa anh em? Đấy. Rồi, xin chào anh em, chúc anh em mạnh khỏe trong cái mùa dịch kia nhá.